sắp sửa đến năm 2017. Chúc tất cả quý vị khán thính giả gần xa, những người đã đồng hành cùng với riêng bản thân Vân nói riêng và các sân khấu kịch của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nói chung có một sức khỏe thiệt là dồi dào. Thực ra đến cái lứa tuổi này rồi á, thì mình mới cảm nhận được một cái điều là sức khỏe là một cái điều quý nhất trên cái cuộc đời này. Không có cái gì quý bằng sức khỏe. Khi mình có sức khỏe mình mới có tất cả mọi thứ, lo được cho gia đình, lo được cho xã hội, lo được cho bản thân. Chính vì vậy mà từ năm nay đổ đi là nếu có chúc Tết mọi người, vẫn chỉ chúc Tết một điều là chúc mọi người sức khỏe dồi dào, sức khỏe và sức khỏe.